Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh thẻ 3x4 24x6 trên điện thoại từ ảnh có sẵn, rất đơn giản. Mình đã chia sẻ 4 cách làm khác nhau rồi. Đây là cách thứ nhất nè. Cách thứ hai nè. Cách thứ ba nè. Cách thứ tư nè. Mời các bạn quan sát video của kênh đi xem và áp dụng. Còn để làm theo cách này thì mình làm như sau. Bấm trở về màn hình chính nè. Đầu tiên mình vào trình duyệt Chrome nè. Tiếp theo mình sẽ gõ cái từ khóa Remobile như thế này. Bấm chọn. Tiếp theo mình sẽ chọn vào trong web này. Chọn đến mục Upload Email nè. Tải lên á. Chọn bức ảnh mình muốn làm bánh thẻ. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Bấm xong. Và mình chờ trong Milot để ứng dụng shop form này. Sau khi shop form này xong, tích chọn vào chữ Edit nè. Kéo xuống. Mình sẽ chọn nền cho ảnh. Ở đây mình sẽ chọn nền xanh nè. Như thế này. Sau khi chọn nền xanh xong, bấm vào biểu tượng mũi tên là tải xuống nè. Giữ lưu bức ảnh này về máy. Bấm Download Email nè. Sau khi lưu bức ảnh này về máy xong, vừa bộ sưu tập nè. Đây là bức ảnh của mình vừa lưu về nè. Tiếp tục, để cắt bức ảnh này đúng tỷ lệ là 3x4 hoặc 4x6 thì mình làm như sau. Mình sẽ vào lại trên chiếc Chrome nè. Tích chọn vào dấu cộng nè. Để mở ra một tab mới. Tiếp theo mình sẽ gõ cái từ khóa là các ảnh thẻ 4x6 online như thế này. Tiếp tục mình sẽ chọn vào trong web này. Web ảnh.pro nè. Bấm chọn. Đây là trong web các ảnh thẻ 4x6 và 3x4 online miễn phí như thế này. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống nè. Tab quảng cáo đi. Kéo xuống nè. Ở đây các bạn tùy chọn tỷ lệ 4x6 hay 3x4 tùy theo nhu cầu của mình. Sau đó mình sẽ chọn một chọn ảnh nè. Chọn bức ảnh lúc nãy mình đã sắp phong này nè, thay phong này màu xanh nè. Đây là phong này gốc nè. Làm sao? Và các bạn có thể là di chuyển để các bức ảnh mình nằm trong khung này sao cho đẹp nhất là được. Di chuyển khung nè. Sau khi cảm thấy ý rồi, bấm vào chữ các ảnh nè. Sau đó bấm tải về. Như vậy là xong. Nếu các bạn muốn các bức ảnh này tỷ lệ là 3x4 thì các bạn cũng làm tương tự nè. Chọn 3x4 nè. Chọn các ảnh nè. Tải về. Như vậy là xong. Cách làm bánh thẻ tỷ lệ 3x4 hay 4x6 trên điện thoại như thế này rất đơn giản, các bạn có thể áp dụng. Video của mình đến đây kết thúc. Chào tất cả các bạn.